Vâng, thưa quý vị các bạn, ngày 24 tháng 9 vừa qua thì giới trẻ trên khắp thế giới đã bắt đầu đổ ra đường phố và tham gia phong trào tuần hành kêu gọi hành động khẩn cấp nhằm ngăn chặn tình trạng biến đổi khí hậu. Đây là cuộc tuần hành lớn nhất mà thanh niên trên thế giới đã thực hiện kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, trong bối cảnh chỉ còn 5 tuần nữa sẽ diễn ra hội nghị thượng đỉnh Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP26. Tại Đức, các nhà tổ chức dự kiến sẽ có hàng trăm nghìn người tham dự hơn 400 cuộc tuần hành. Nhà hoạt động vì khí hậu người Thụy Điển Greta Thunberg nhấn mạnh đại dịch trong hơn một năm rưỡi qua đã làm thay đổi thế giới, song khủng hoảng khí hậu chưa biến mất, trái lại còn khẩn cấp hơn trước. Trong tuần tới, tôi sẽ có mặt ở Milan để tham dự hội nghị thanh thiếu niên về biến đổi khí hậu, nhưng mà tôi vẫn muốn có mặt ở đây ngày hôm nay. Thật tuyệt vời khi được tham gia vì phong trào này đang diễn ra trên khắp thế giới, đặc biệt là ở Đức. Tại London, Anh, hàng nghìn sinh viên đã xuống đường yêu cầu hành động khẩn cấp để ngăn chặn tình trạng biến đổi khí hậu. Không khí tương tự cũng diễn ra tại Argentina, Mexico và Brazil. Các cuộc tuần hành ngày 24 tháng 9 đánh dấu sự tham gia trực tiếp trở lại của giới trẻ kể từ đợt biểu tình chống biến đổi khí hậu với hơn 6 triệu người tham gia năm 2019. Trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát khiến hoạt động này phần lớn diễn ra theo hình thức trực tuyến.